Lại trở về với Delhi. Đây là thành phố có sức hấp dẫn đặc biệt. Sự thăng trầm của lịch sử thành phố và lịch sử đất nước được thể hiện hết sức sinh động trong bộ mặt kiến trúc của nó. Nhìn về đô hội xô bồ của phố phường, ít ai đoán được Delhi còn có một bộ mặt khác, nghiêm nghị, trầm tư và đầy trí tuệ. Đó chính là những công trình đế vương đứng riêng một góc trời, kiêu hãnh và bất tử. Một trong số đó là hoàng thành lộng lẫy nguy nga sừng sững trong khu phố cổ. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang đứng tại một địa danh không thể bỏ qua đối với bất cứ ai đến thăm khu Delhi cũ. Đó chính là pháo đài đỏ. Về mặt lịch sử thì pháo đài đỏ đã có mặt vào thế kỷ thứ 15 và nó là nơi ngự trị của một vị vua tên là Shah Jahan. Vị vua này thực ra chỉ cai trị được chỉ có một vài năm và sau đó ông bị chính con trai của mình tiếm ngôi. Và tiếp tục như vậy thì nơi đây đã trở thành cái nơi cai trị của 6-7 đời vua nữa cho đến khi mà thực dân Anh đổ bộ vào Ấn Độ. Và nơi đây nếu như các bạn có từng xem TV và thấy rằng trong những ngày quốc khánh có một buổi lễ quốc khánh diễn ra thì đây chính là địa điểm để diễn ra cái buổi lễ quốc khánh của Ấn Độ. Và ở phía trên khu vực giữa khán đài chính là nơi các vị chính khách và các vị khách quý ngự tại đó trong những buổi lễ này. Ba chữ pháo đài đỏ khiến nhiều người lầm tưởng đó chỉ là một pháo đài. Thực ra nó tương tự như một tử cấm thành ở Bắc Kinh, một điện Kremlin ở Moscow trong một khuôn viên thật rộng lớn. Chỉ nhìn qua hệ thống tường thành đồ sộ với hàng loạt lầu canh kiên cố lạnh lùng, ta cũng hiểu rằng chủ nhân của nó chắc chắn phải là một vĩ nhân, một đế vương hùng mạnh của một đại cường quốc. Công trình là một quần thể cực lớn, gồm hàng chục hạng mục, hàng trăm khu vực được tường thành bao quanh. Mỗi ngày đón tiếp nhiều chục ngàn người vào thăm, trừ khu vực dành riêng cho quân sự, hiện do lực lượng vũ trang quản lý. Hoàng thành Delhi được coi là tác phẩm kiệt xuất của nền nghệ thuật Ấn Độ và là kiệt tác độc đáo của nền kiến trúc thế giới. Nó kết hợp một cách hài hòa, cân đối giữa sự tinh tế hoa mỹ của nghệ thuật Ấn Độ với sự thanh thoát huyền bí của nghệ thuật Hồi giáo. Các cổng thành cao lồng lộng nối tiếp nhau, ngăn cách kinh thành với hoàng thành, hoàng thành với hoàng cung và giữa các cung điện với nhau, tạo nên một cảm giác sâu thẳm, bí hiểm, trang nghiêm đầy quyền lực của vương triều. Màu đỏ của sa thạch tạo nên vẻ sang trọng, quý phái, thâm trầm và uy nghi của chốn cung đình. Con người lạc vào đây sẽ cảm thấy vô cùng nhỏ bé trước vương quyền giữa nơi kín cổng cao tường lạnh lẽo này. Nghệ thuật tạo hình của công trình cũng là một kỳ công sáng tạo trên cơ sở những tinh hoa truyền thống của cả hai trường phái Ấn Hồi. Công trình này là điện đế vương, được coi là Thái Hòa Điện trong thành nội ở Huế, kiến trúc có quy mô lớn nhất, bề thế và uy nghi nhất của hoàng cung. Ba mặt của cung điện không có tường. Các buổi thiết triều đều diễn ra tại đây với hoàng đế ngự trên ngai vàng. Triều đại các vua Hồi Mughal vào thế kỷ thứ 17 đã có công rất lớn trong việc tổng hợp hai nền văn minh Ấn Hồi vốn có bản chất rất đối kháng. Hoàng thành Delhi khổng lồ này có liên quan tới ba vị đế vương lừng danh là Đại đế Akbar. Lúc đầu Akbar xây dựng một pháo đài đỏ ở Agra với mộng lớn là tổng hợp hai nền văn minh đối lập. Hoàng đế Shah Jahan, cháu nội của Akbar, xây đền Taj Mahal vĩ đại ở Agra và xây hoàng thành này, đã giết sạch anh em để củng cố ngôi báu. Và con trai ông là hoàng đế Aurangzeb đã đem quân đánh nhau với cha, cướp ngôi rồi giam cha cho đến chết. Aurangzeb đàn áp tôn giáo rất dữ dội, làm mất hết lòng dân và tự biến cuộc đời mình thành buổi hoàng hôn của đế chế. Vương triều Mughal từ đỉnh cao vinh quang đến sự tàn lụi chỉ cách nhau trong gang tấc. Một ngôi đền rất lạ, một biểu hiện rất sinh động cho bức tranh tôn giáo đa chiều cực kỳ phức tạp ở Ấn Độ. Nếu như những ngôi đền Sai Baba tượng trưng cho một tín ngưỡng dung hòa rất được ngưỡng mộ, thì đạo Ba Hai này còn độc đáo hơn nhiều. Nó dung nạp tất cả, không phân biệt tôn giáo nào. Và Ba Hai là tên của một người giáo chủ đã sáng lập ra tôn giáo này. Ông ta nguồn gốc là người Ba Tư.
Bắt đầu từ năm 1844 thì ông ta đã có một cái lời thiên triệu, tức là một cái sự cảm hứng và nghĩ rằng mình đã đạt tới một khả năng là có thể thống nhất được với Thượng Đế. Do đó và ông ta đã ban truyền cái triết thuyết này trên toàn thế giới. Và sau cái cuộc đời của ông ta thì còn thêm hai người con nữa vẫn tiếp tục sự nghiệp và cho đến ngày nay. Như vậy thì lịch sử của tôn giáo này là khoảng 157 năm. Có khoảng 7 trung tâm chính của đạo Bà Hai trên toàn thế giới, có cả ở Mỹ, ở Đức, ở Úc. Thì đối với ngôi đền Bà Hai ở Delhi, lấy một cái cảm hứng từ đóa hoa sen trong sạch. Và như chúng ta đã thấy, phía sau chúng ta là ngôi đền Bà Hai, gồm có một đóa hoa sen 27 cánh và 9 cánh sẽ chỉ ra 9 hướng. Đối với quan niệm của ông giáo chủ này thì cái con số 9 là một con số tối cao và nó mang gồm hai ý nghĩa. Số 9 là sự hợp nhất giữa Thượng Đế và con người. Đồng thời thứ hai, số 9 là mang ý nghĩa là một cái sự toàn tri, tức là một sự hiểu biết sâu sắc toàn diện về mọi vật. Nội quy ở đây rất nghiêm ngặt, không được nói chuyện, phải giữ tuyệt đối im lặng và sạch sẽ. Đền chấp nhận tín đồ của mọi tôn giáo hoặc không theo đạo nào. Sảnh đường rất rộng, có hàng trăm ghế để mọi người có thể tĩnh tâm, hướng nội, trở về với bản ngã. Chủ trương của đạo là hòa hợp tôn giáo, dân tộc, chống chia rẽ, tránh xung đột, nên được người Ấn vốn bản chất hiền hòa, nhiệt liệt hưởng ứng. Đạo có đại diện tại Liên Hiệp Quốc. Rất tiếc là người sáng lập ra nó đã bị giết chết vào năm 1850. Còn đây là biểu tượng của tôn giáo với đầy đủ ý nghĩa nhân đạo, hòa đồng của nó. Rõ ràng các tôn giáo ở Ấn Độ đã trở thành những yếu tố tăng cường khuynh hướng lạc quan trong dân chúng. Điều rất lạ là sự lạc quan lại xuất phát từ chính tư tưởng thoát tục bi quan về cuộc đời cùng với sự cam chịu. Không một dân tộc nào nghĩ về cái chết lại đầy sinh khí và lạc quan như người Ấn Độ.